Sở du lịch thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản hướng dẫn hỗ trợ du khách trong thời điểm thành phố thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19. Các đường dây nóng thường trực tổ phản ứng nhanh du lịch là bà Lê Hồng Phương 0919 247 009, Trung tâm hỗ trợ du khách Đà Nẵng 0236 355 0111 sở du lịch đã thông tin về việc thực hiện giãn cách xã hội của thành phố Đà Nẵng và yêu cầu khách không rời khỏi nơi lưu trú từ 0 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 11 tháng 8 năm 2020 các cơ sở lưu trú đề nghị khách kê khai cụ thể lịch trình di chuyển và lưu hồ sơ để trích xuất khi cần theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền sở khuyến nghị cơ sở lưu trú hỗ trợ mua giúp khách các nhu yếu phẩm cần thiết, có chính sách hỗ trợ giá tốt nhất cho khách lưu trú, thông báo và hướng dẫn nhân viên thuộc doanh nghiệp khách còn lưu trú tại đơn vị cài đặt ứng dụng Bluezone do Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế phát triển để được cảnh báo nguy cơ mắc Covid-19.